Dưới đây là mô tả chi tiết về Toyota GR86, siêu xe giá bình dân. Ngoại thất màu cam của Solarship. Một ổ đĩa năng động được trang trí bằng những điểm nhấn đặc trưng, phiên bản đặc biệt kỷ niệm 10 năm GR86 sẽ cuốn hút bạn với màu sắc bên ngoài Solarship tràn đầy năng lượng và đồ họa màu đen nổi bật. Ống xả bắt GR với đầu mạ chrome đen. Kết hợp cả âm thanh và thiết kế Ống xả hình mèo có đầu màu đen mạ mà, chrome tạo nên dấu ấn đặc trưng của phiên bản đặc biệt kỷ niệm 10 năm này. Màu đen M18 in. Bánh xe hợp kim rèn, có sẵn dưới dạng tùy chọn đại lý cho phiên bản đặc biệt kỷ niệm 10 năm GR86, những chiếc 18 in màu đen mờ quyến rũ này. Bánh xe hợp kim rèn làm nổi bật hồ sơ khác biệt của nó. Cánh lướt gió mỏ vịt màu đen mờ. Cánh lướt gió hình mỏ vịt màu đen mờ của GR86 10TH ANNIVERSARY edison mang lại cho nó vẻ ngoài khí động học và kiểu dáng đẹp, phù hợp với một biểu tượng. Di sản của Sion FRS như người tiền nhiệm của nó, phiên bản đặc biệt kỷ niệm 10 năm Sion FRS GR86 chỉ có màu cam solar ship. Và sự tương đồng không chỉ ở ngoại hình, được thiết kế để mang lại hiệu suất vượt trội và được tối ưu hóa với khả năng phân bổ trọng lượng gần như hoàn hảo phiên bản đặc biệt này nâng cao khả năng xử lý nhạy bén đã khiến Xeon FRS trở nên nổi tiếng. Hãy chuẩn bị cho mình một chuyến đi thú vị. Hộp số sàn hoặc tự động 6 cấp. Kiểm soát khi bạn tăng tốc ra khỏi các góc cua. Cho dù chuyển số của hộp số sàn 6 cấp với tần số tầm ngắn hay kích hoạt lẫy chuyển số của hộp số tự động 6 cấp với tính năng quản lý vòng tua động, GR86 sẽ sẵn sàng cho bước đi tiếp theo của bạn. Động cơ Boxer 4 xi lanh 2.4L sinh ra để chinh phục đường đua, GR86 khiến mọi trái tim phải thót tim với dung tích động cơ nhiều hơn gần 20% so với phiên bản tiền nhiệm. Động cơ mới cũng tạo ra đường cong moment xoắn tuyến tính hơn giúp tăng cường khả năng tăng tốc 0-60, mang lại cho bạn giải công suất hữu dụng hơn. Động cơ Boxer 4 xi lanh phẳng 2.4L công suất 228 mã lực và 184 lb-ft Moment xoắn, đồng thời ngồi ở vị trí thấp trong khung xe để tối ưu hóa độ cân bằng và trọng tâm khi cắt các góc đó. Đua xe Toyota Gazoo. Gazoo Racing, GR là bộ phận đua xe toàn cầu của Toyota, nơi chúng tôi thỏa mãn niềm đam mê đua xe thể thao. Được dẫn dắt bởi khát khao tốc độ ám ảnh của chúng tôi, mọi chiếc xe giành được huy hiệu GR đều đã được nâng cấp mài dũa và hoàn thiện kỹ lưỡng thông qua quá trình thử nghiệm rộng rãi với nhiều chiến thắng và về đích trong giải vô địch đua xe thế giới, giải vô địch sức bền thế giới, đường đua Nürburgring 24h, đường đua Dakar và các cuộc đua khác trên khắp toàn cầu. Ống xả kết các bắc. GR86 biết cách thể hiện với ống xả kết mạ chrome được tối ưu hóa để xử lý tốt hơn khả năng phân khối tăng lên và công suất cao hơn, được chế tạo từ vật liệu cao cấp, chống ăn mòn, hệ thống xả các bắc này có các đường cong trục gá để luồng khí mượt mà hơn, giúp nâng cao hiệu suất động cơ của GR86 và tạo ấn tượng ở mọi khối đường. Lẫy chuyển số GR86 được trang bị hộp số tự động đạt tiêu chuẩn với lẫy chuyển số gắn trên vô lăng có tính năng quản lý vòng tua động thông minh. Chỉ cần một thao tác kéo cần đơn giản là người lái có thể nhanh chóng sang số trong khi vẫn giữ cả hai tay trên vô lăng kiểm soát độ ổn định của xe chế độ tắt hoàn toàn và chế độ theo dõi chuyển sang chế độ theo dõi mới để thay đổi cách hiển thị của tốc độ và tập trung vào thông tin quan trọng như vòng tua máy và bánh trăng kiểm soát độ ổn định xe vsc cũng được quay trở lại để giúp bạn đạt đến giới hạn độ bám trong khi chế độ tắt hoàn toàn ngăn vsc hoạt động giúp bạn có toàn quyền kiểm soát khe thông gió chắn bùng phía trước chắn buồn trước khí động học của GR86 với các lỗ thông gió chức năng giúp dẫn không khí xung quanh xe để mang lại sự ổn định khi lái và hiệu suất quay vòng cao hơn. Hệ thống treo điều chỉnh theo dõi và vi sai hạn chế trượt, GR86 sẵn sàng cho đường đua với hệ thống treo sau đa liên kết và to sần ký hiệu nhãn hiệu đã đăng ký vi sai hạn chế trượt, LSG. Bố trí dẫn động bánh sau động cơ trước. Với động cơ đặt phía trước truyền lực tới bánh sau, GR86 được sinh ra để giúp bạn kiểm soát tốt hơn ở các góc cua. Vật liệu nhẹ, khung gầm chắc chắn và phân bổ trọng lượng tối ưu, tất cả đều góp phần tạo nên khả năng tăng tốc ấn tượng và khả năng xử lý nhanh nhẹn khi di chuyển trên mọi khúc cua và khúc cua trên đường. Lốp Michelin ký hiệu nhãn hiệu đã đăng ký Pilot ký hiệu nhãn hiệu đã đăng ký Sport 4. tiêu chuẩn trên lốp GR86 Premium Michelin ký hiệu nhãn hiệu đã đăng ký Pilot ký hiệu nhãn hiệu đã đăng ký Sport 4 được thiết kế để đáp ứng mọi nhu cầu của bạn trong và ngoài đường đua. Với hiệu suất phanh vượt trội trên đường ướt, đường khô và phanh, hãy sẵn sàng ghi lại thời gian vòng đua tốt nhất của bạn trên đường đua. Cấu trúc cơ thể được tối ưu hóa. Cấu trúc nguyên khối của GR86 được thiết kế để nhẹ và chắc chắn nhờ việc sử dụng rộng rãi cả thép cường độ cao để tăng cường độ cứng và nhôm để giúp giảm trọng lượng và bằng cách đặt động cơ thấp trong khung gầm, các kỹ sư đã tạo ra trọng tâm thấp hơn để giúp cải thiện khả năng xử lý và độ ổn định, cảm nhận sự nhanh nhẹn khi ôm từng khúc cua trên đường. Cụm đồng hồ đo kỹ thuật số GR nhận tất cả thông tin quan trọng bạn cần trong nháy mắt. Từ thời điểm bạn bật nguồn, màn hình đồng hồ kỹ thuật số của GR86 sẽ chào đón bạn bằng lời nhắc nhở về động cơ FA24 bên trong. Chuyển đổi giữa các chế độ bình thường thể thao và đường đua. Khi chế độ theo dõi được kích hoạt, cụm đồng hồ đo sẽ hoạt động trở lại để hiển thị cho bạn máy đo tốc độ kiểu tuyến tính và đèn chuyển số lớn hơn, giúp bạn tối ưu hóa các ca của mình. 8. Trong màn hình cảm ứng với khả năng tương thích Apple CarPlay ký hiệu nhãn hiệu đã đăng ký và Android Auto ký hiệu nhãn hiệu. Bên trong, 8 in của GR86. Màn hình cảm ứng đạt tiêu chuẩn với Android Auto ký hiệu nhãn hiệu và Apple CarPlay ký hiệu nhãn hiệu đã đăng ký khả năng tương thích. Với bản tải xuống của mình, bạn có thể nhận chỉ đường, đọc to tin nhắn cho bạn và nhắn tin lại bằng giọng nói, tất cả đều trong khi vẫn giữ tay trên vô lăng. Tám loa có sẵn. Cũng giống như kỹ thuật bên dưới, hệ thống loa của GR86 được thiết kế để khuếch đại mọi ổ đĩa. Vì vậy, hãy bùng nổ một số Eurobet và hòa vào nhịp điệu lái xe. Sạch hơn, sắc nét hơn và năng động hơn, tám loa có sẵn của mươi 86 mang đến chất lượng âm thanh nâng cao giúp bạn có hứng thú trên mọi chuyến lái xe. Đối với những người muốn có nhiều âm trầm hơn nữa, loa siêu trầm 10 in, 200 v đúc sẵn sàng phát ra âm thanh ầm ầm. Mô phỏng hiển thị Nhập không cần chìa khóa từ xa với nút khởi động GR với tính năng mở khóa từ xa không cần chìa khóa đa chức năng tiêu chuẩn của GR86 với khởi động bằng nút bấm GR, bạn có thể mở khóa cửa cũng như cốp xe cho người lái và hành khách một cách thuận tiện, trong khi chìa khóa thông minh vẫn nằm trong túi hoặc túi sách của bạn, được thiết kế dành cho bạn, tính năng này thậm chí còn cho phép bạn khởi động động cơ chỉ bằng một nút nhấn. Bộ an toàn chủ động GR86 Trên các mẫu xe hộp số tự động, GR86 được trang bị tiêu chuẩn một số tính năng an toàn thông minh, bao gồm hệ thống phanh trước va chạm, quản lý bướng ga trước va chạm, kiểm soát hành trình thích ứng cảnh báo khởi động xe dẫn đầu, cảnh báo chệch làng đường với cảnh báo lắc lư và dầm cao tự động. Các mẫu GR86 được trang bị hộp số tự động còn đi kèm Sona đổ xe phía sau với phanh tự động lùi. Phát hiện điểm mù và Sona đổ xe phía sau với phanh tự động lùi. Tính năng phát hiện điểm mù, BSG có sẵn cảnh báo bạn khi có phương tiện ở làng đường bên cạnh đi vào điểm mù của CR86. Và khi bạn lùi xe, Sona đổ xe phía sau với phanh tự động lùi sử dụng cảm biến trên cảng sau để phát hiện vật cản phía sau xe. Nếu được phát hiện, hệ thống có thể cảnh báo người lái bằng âm thanh cảnh báo và tự động phanh để tránh va chạm hoặc giảm thiệt hại do va chạm. Hệ thống chiếu sáng hoàn toàn bằng LED với hệ thống chiếu sáng phía trước thích ứng có sẵn đèn pha bắt mắt trên GR86 có đèn chạy ban ngày LED, DRL, đặc biệt để cải thiện tầm nhìn và phong cách, cũng như hệ thống chiếu sáng phía trước thích ứng, AFS, có sẵn vào ban đêm, đèn pha Adaptive Front Lighting quay dọc theo bánh trước, giúp bạn quan sát rõ hơn ở góc cua tiếp theo, 7 túi khí. GR86 được trang bị tiêu chuẩn với hệ thống túi khí tiên tiến cho người lái và hành khách phía trước, túi khí bên gắn trên ghế phía trước, túi khí rèm phía trước và phía sau và túi khí đầu gối người lái. Tổng cộng có 7 túi khí, tất cả đều được thiết kế để giúp bạn yên tâm hơn trên mọi hành trình. Giá Toyota V86 của nhà sản xuất như trên màn hình. Mình thì không có tiền nên không mua. Đi